Sau những số này là phải hai lấy trong bộ sạc camera để lý để chụp sạc cặp mình xem mấy để thay thì đọc mấy cái mình nói bị còn là phần nói trước khi nhảy tha NEC first election recall change proxy cái thay các bộ channel bắt thom election các bộ channel bắt thom cao đọc sản lập channel đây là sorry nhập về này mới cao đọc sản lập channel bắt thom là bỏ cái nạ camera thì cái trong các bộ channel NEC nó cứ sau các cái nạ camera thì cái trong các bộ channel ban bằng co ở miền đặc biệt trở lại cho yes turn ra đi kiểu trở lại cho ok chụp sai đây ban sọc thiền. After 9 hours of counting and heated argument between CPP and CNOP representatives, the National Election Party had yet to declare the winner of a Svai Rieng province commune where the opposition CNOP is contesting the results of the June 4 local elections, though the preliminary results for the ruling party put the ruling CPP narrowly ahead. Okay, Prema. Patopi pembun maung này cà rọp sân lật nát hai. Okay, này cà rọp counting nó cứ rọp. Patopi pembun maung này này cà rọp nâng chùm lua tăng tờ sai nó tăng tờ sai có chùm lua đó cái đại cơ cốt hít chết chùm lua đó đại cơ cốt là viên cái đại phạm chỉ chuyên Campuchia nên cái đại phạm sụp lùi chết nè đầm nang cái đại phạm representative cứ nè đầm nang cái đại phạm chỉ chuyên nâng nè đầm nang cái đại phạm sụp lùi chết the national election body ông có việc cái đại ông có việc cài đặt trong các bộ channel chết ban mình toàn ban hẹn chế thú declare mình toàn ban sầm đại chặt thì mình toàn ban tọt cả nơi này trên nè này mình đôi khum nhà khum hạt xoay riêng lời tế yes đây cái nạp bạc bị trắng CNOP cầm bông tai to quá nâng là tập họp contesting cái to quá nâng là tập họp này cả bộ channel tam một tháng nơi con thầy thì 4 khai mệt thơ nà con tài đấu nó cứ phải là con tài được có tụ bởi chìa con tài được preliminary result con tài là tập hợp vào thỏng preliminary yes bà án đã biết nè preliminary yes vào thỏng là tập hợp vào thỏng bàn bàn hứa ơi cái nạp bạc bị chuyên Campuchia để chỉ cái nạp bạc cả năm nay Nomuk Prakit yes Put anh ấy cứ chia sọt chờ với Put Samadhi Narrowly ahead ban Nom Aoi cái nạp bạc bị chuyên Campuchia để chỉ cái nạp bạc cả năm nay nữa Nomuk Prakit Prakit Narrowly nó phải là Prakit Prakit để về ahead nó phải là Nomuk Put ahead yes yet the CNOP won 487 of the countries 1,646 commune to the CPP 1,158 according to an official results, but is contesting 27 where it lost by less than 0.5% of the total vote count. Phải thật đào dùng thành đào dùng từ lư là tập hòa mình chụp lời cá đào dùng là tập hòa mình chụp lời cá cả nạp bạc xong cứ lúc chết bàn chân nè buồn đời bài sập bầm khum này mở rơi họ bầm mùi mập quan bầm mùi rơi sai bầm mùi tu trang bát tế thu chấm pu hờ canapa từ nâng canapa bạch chi chun campuchia đem tu ban cùng mập quan mà rồi ha sập phần bảy kì con tai bạt gì phải bạt nó bạt is condition con tai cầm phong tai to và mập hơi bầm bờ vía is lost đại việc bạt bóng là xa tại tịch chiêng xôn trực pram phía rối nấy cà rộp sản lập nào sở độc thế. The National Election Committee គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើម started recounting ballot បានចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត ballot ហ្នឹងគឺសន្លឹកឆ្នោត in the first of them នៅពេលដំបូង Romy Heights district ដួង commune នៅអីគេឃុំដួងស្រុក Romy Heights on Monday morning in Phnom Penh អ្នកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងភ្នំពេញ The NEC assigned 5 teams to recount ballots from the commune 23 polling station គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានតែងតាំងឬក៏បានចាត់តាំងអាសាញចាត់តាំងក្រុម5រូបជា5ក្រុមដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត27ឃុំ on multiple occasion មានកាលៈទេសៈជាច្រើន in the counting room នៅក្នុងបន្ទប់រាប់ស្លាបឆ្នោត on Monday កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ the head of the polling station had to order representatives of both parties to stop yelling and pointing fingers at each other over invalid ballot ប្រធាននៃស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានត្រូវតែបញ្ជាឲ្យសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបញ្ឈប់ស្រែកឲ្យគ្នាហើយនឹងចង្អុលមុខដាក់គ្នា pointing fingers at each other ហ្នឹងមានថាចង្អុលមុខដាក់គ្នាឬ yelling គឺស្រែកដាក់គ្នា invalid ballot ជុំវិញ yes over ជុំវិញសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការ invalid ballot ចុះបានការយកជាការបាន Okay by on Monday evening នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទ after an argument បន្ទាប់ពីចំនួនដល់តានតឹងឬក៏តឹងសរសៃកមក between party representative រវាងអ្នកតំណាងគណៈបក who spend ដែលចំណាយពេលវេលា in at least one case យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយករណី more than an hour wrangling over a single ballot បានតឹងសរសៃកគ្នាជាង1ម៉ោងជុំវិញសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក wrangling តឹងសរសៃកដាក់គ្នា yes wrangling តឹងសរសៃកដាក់គ្នាជាង1ម៉ោងជុំវិញសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក The CPP had គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានសម្លេង 2587 just 7 ahead of the CPP គ្រាន់តែនាំមុខ ahead of នោះគឺនាំមុខគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិ7សម្លេង But the CNOP is insisting that the NEC reconsider ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែទទូចឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតពិចារណាឡើងវិញ reconsider ហ្នឹងគឺពិចារណាឡើងវិញអំពី as about 20 additional ballot អំពីសន្លឹកឆ្នោត20បន្ថែមទៀតដែល initially deemed invalid ដែលអីគេពាក្យហ្នឹងបែរម៉េចដែលយល់ពីដំបូងថាមិន invalid គឺមិនមានសុពលភាពឬក៏ដែលមិនបានការដែលយល់ឃើញថាដែលគិតថា yes ឥឡូវប្រែម្ដងទៀត ao gì ghé ao cái nạc cam từ cái đại trong cả bờ snap bị trả lại với nhóm phi sinh lực snap bận tham mà phải tiết đái ban kịch bị khang đam tham mặt ban cả. Yes. Argument over the ballot papers involves unclear tick mark. Chấm lúa chung với product sinh lực snap kẹp quan từ nâng vận tụ cả kri. Các khi đã mình chấm bác unclear tick mark cứ các khi đã mình chấm bác the stain try comfort mình tham mình add stain mình add and incorrectly position election committee stem stem cứ tạm tạm hơi năng tạm cái nãy kamatika để cái nãy kamaka cho người ta time carbon out nâng đất viêm mình trầm trời bỏ viêm trầm trời. Yes time mà tra nó bỏ viêm trầm trời. Ok NEC spokesman Hong Porti lục Hong Porti này nó bị ở cái nạ camera cái đẹp trong carbon out said ban mẹ basa ta the committee had yet to declare mình cái nạ camera mình toàn ban sầm đại chết on 66 additional bullet chung quanh ông Pi sân lập chân out bằng time học và học sân lập chân out học và môi bằng time tiết tê and would announce the winner this morning hỏi nâng bộ các nhẹ chân nè nâng bếp bằng ní. Each party is already attributing claim cái nạc bạc đang cái nạc bạc này môi cứ ban đây bằng tôi hỏi nè rủi vào hỏi. Ok Kapong ta sẽ bàn tôi nè, Kapong ta chê nè nhớ nè. Ballots from the June for commune election are recounted at the National Election Committee's headquarters in Phnom Penh on Monday. Cái này còn ta chê này kia đấy. Rụp hiệp đấy. Nguồn Kolobot a representative for the CPP accused the person of having more of its own representative present. Okay. Lục nguồn Kolobot nè đầm nàng ở cái nạp bạc chi chuyên Campuchia bàn chào bạc cán ạc xíu nó cứ chào bạc cán cái nạp bạc bạc sáng đài miến nè đầm nàng bạc luôn nâng tràn chiến vọt thầm miến. Ok present đại bằng hành. Yes nơi nơi at the recount nơi ca đọc snot chiêng đã được nhắc ở is a low end of having time jail deliberately to disturb the counter. Kenapa? Nè đâm năng kenapa chỉ chun Campuchia bàn chọn bậc càng kenapa bậc sáng đại miên này kì đại miên vọt miên nè đâm năng bậc lù nắng tràn chiêng nơi cà rộp lập nát từ ban kia anh nhạt hỏi nâng ai phụ kia xoay tam với chất đầm bay đồng khan nè trong cả bộ nè lọt nào disturb mất đồng khan. According to Mr. Kolobot đại dung từ lực Kolobot only two party representatives miền tây cần nè đầm nàng cần nạp PT are low to attend because they anh nhạt ao châu rùm cao đọc sản lập nào and the NEC rule the crown but the CNOP had no fewer than 10 people present. Còn ta hay cái nạp bạc xong cô chiết miên nẹ đầm nàng bọc luôn hey no fewer mình tích chiêng mình tích chiêng đọc nẹ tề. CNOP lawmaker Kung Sophia deny. Kung Sophia đầm nàng đi cái nạp bạc xong cuối chiết bàn bạc đại sai thá deny bàn bạc sai thá the opposition had more than cái nạp bạc prochang mình miên vọt tầm miên nè đầm nàng room chấm này Sharanute and accused the NEC hai bàn cho bạc can nè rô hấp sản lập chân nào cái nạ kamatika đẹp trong cả bộ chân nào thà lầm yên tên nâng cái nạ bạc chi chuyên Campuchia phê vĩnh cứ lầm yên We will not accept the decision yet. Dương mình toàn từ tôi giờ là các sản phẩm trên này lợi thế. We want accuracy and more justice. Dương trong ban là đồng là tiếp hai năng dụng thua mình tham kết chỉ chiang than this because chỉ chiang này thì tôi ta the vote recounting favors the CPP. Qua ban đồng thạc qua ban đồng xa thác. Bởi dương nâng mình từ tôi giờ là các sản phẩm chất này lợi thế. Bởi dương trong miền cao đồng lò phía nâng miền chủ tịch hòa bằng thềm tiết chuyện này vì phụ tài cao đọc thành lập chân áo cư lùng yên từ khang cả nạp bạp trì trên Campuchia. The CNOP say it initially won Doom Commune by 3 votes then lost it by 1 after the CPP requested. Ok giờ mà cái nạp bạp trì của trên bàn này dạy thá vía bạp trì nha đang bị đam nơi khu mà đuống đòi sầm lệ bấy đòi miền sầm lệ bấy còn tòa mất có bạt bong mùi tòa pi cái nào bạt chơi trên Campuchia ban sná requested những cái ban sná ở miền Cà Rọp sầm lệ channel from the provincial election committee pi cái nào cam ai cái trong Campuchia had prompting the opposition complaint to the NEC đòi miền đồng nón đòi miền mầm non nâng đòi miền mầm non thả cái nạp bạc prochang nâng đăng tới nâng đạo bị bản đăng tới cái nạp camera thì để trong các báo channel main superior the CNOP has a village role and legislative affairs said main superior đại chi protein này cách ca chia protein này cách ca để trong các báo channel đang chia protein này này tại cám rồi bóc cái nào báo song kêu chết ba này dây thá ba mình ta xét the opposition cái nào cam cái nào ba bên sang head as ban slash som the NEC for recount mà slash som ở cái nào cam mà để trong các báo channel gồm song lắc song lằng vĩnh recounts in 18 other communes the Khnong Khom with age more still working at their way by 8 tiết nơi tại Đồng Nai Ca Đồng Nai Ca ta về dạ ca đẹp trong ca cái đại ca mà thì ca đẹp trong ca bộ channel head say tiết. The CPP has asked for recounts in an unknown number of communes as well. Cái nắp bạc chi trên Campuchia bàn sang sông và miền Cà Rọp lập nào là với nước nông không chỉ ra diamonds qua phòng đại. The NEC is due to announce due to nung phải tản nâng kruông nâng. Cái nắp camera để trong Campuchia cứ nâng kruông kruông nâng procca cái result nationwide final nationwide result là tập hợp tu tiên bậc tế trong khơi bài chun chỉ lực trong khơi bài chun 25 nơi ngày tìm mà phải phém khai mỹ thuật này but Mr. Potier raised concern that vấn đề luật hồng Potier bàn lực làng lực ca phục cùng vào thái the election body ông có việc này cả để trong các bộ channel would not have enough time nâng mình miền Tây về cuộc quan to deal with nó cứ đọt trái the 34 complaint nâng mình miền Tây về cuộc quan là bị đọt trái bị bản đăng sam sập buôn nơi non ấy cái total that demand là nơi non đầm đời ca này bản đăng sập nút đây the NEC recount đây ca đây cái nại camera thì cái đẹp trong các channel chiết rob song lắc channel làng vĩnh even today there is only one commune so bây giờ ngày này có miền tại mà không tê but we haven't finished it yet qua ba mẹ sát thái so bây giờ ngày này có miền tại mà không đấy vấn tay dương mình toàn bàn mình chào về này lại thì ok yes that's all.